không có ai luôn rồi. Hiện tại là rất là khó khăn rồi mấy bầu ơi. Không ai, không mời nước, không ai uống luôn. Mời hết chợ uống luôn. Hello, xin chào mừng các bạn đã trở lại với Thang Thuốc Bổ. Thì hôm nay tụi mình sẽ làm một cái thao nước ép dưa hấu khổng lồ. Chính tay tụi mình làm và tụi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nếu các bạn muốn thưởng thức tại nhà cùng gia đình và bạn bè của mình. Và bây giờ chúng mình bắt đầu thôi. Công đoạn mà bạn muốn làm một thao nước ép khổng lồ thì các bạn có phải có cái thao khổng lồ đây. Thao này hoàn toàn là tụi mình mua mới nha các bạn. Đây, mua mới nha, còn hiệu luôn nha. Tụi mình đã rửa rất là sạch sẽ rồi. Và cần hai con dao. Một con dao là xẻ dưa và một con dao là bầm dưa nhuyễn ra. Mình sẽ cắt ngay cái đầu dưa ra bỏ nha các bạn. Mình sẽ cắt trái dưa này ra làm tư nha. Cắt làm hai trước. Sau đó mình cắt ra làm tư nữa, cắt thêm một cái nữa. Y như là mình sắp giống như mọi thường mình ăn cái dưa hấu thôi các bạn. Sao dưa này không có hộp ta? Có hộp chứ, sao không có hộp được. Đây, mình sẽ đem cái này ra ngoài. Đó, mấy bạn cứ cắt theo như vậy nha, chá nào không cắt như vậy hết nha. Trước tiên là mình sẽ cắt theo chiều này xuống. Đó. Cắt nó cứt là nhuyễn ra nha, gần nhau thôi, những cái nét sắc của mấy bạn gần nhau. Đó. Rồi sau đó mình cắt dọc xuống nha mấy bạn. Đây nè, mình cứa dọc xuống nè. Đó, cứa dọc sát xuống. Đó, mình cứa dọc sát xuống nha mấy bạn. Các bạn cứ cứa tới cái đáy của nó luôn nha. Sau đó mình quay bề lại và mình cắt ngược chiều của nó lại là nó sẽ tự động rớt xuống. Mấy bạn có thấy những miếng dưa hấu nhỏ, nhỏ nhỏ rớt xuống chưa? Các bạn cứ cắt theo đúng ba cái công đoạn của nó vậy là tự động dưa hấu nó sẽ rớt xuống nha các bạn. Còn cái này mình không gớt xuống thì mình cứ bầm nó xuống đây là tự gớt xuống à. Bạn nhìn có đủ thấy hấp dẫn chưa? Rất là nhiều rồi đó. Còn tận tới 5 miếng nữa lận. Mình phải làm cho hết. Đã mình hứa là làm một cái thao dưa hấu khổng lồ mà, thao nước ép khổng lồ mà, là mình phải làm khổng lồ. Thì tới luôn, đầu tư tới luôn nha các bạn. Tụi mình đã được một cái thau đầy như vậy nha mấy bạn. Một cái thau dưa hấu đã được sắc nhuyễn ra hết rồi nha. Đó, các bạn thấy rất là nhiều không? Cái thau này bự lắm đấy. Nè, một cái giang tay luôn nè, thấy không?
Cái thao đầy như vậy là mấy bạn hiểu rồi. Và bây giờ là tụi mình sẽ tới công đoạn là nấu một ít nước đường và sau đó mình bỏ miếng siro vô nha. Nước đường vô nha các bạn. Đó, mình sẽ rưới lên một cái thau dưa hấu của tụi mình làm nãy giờ nha. Nếu mà các bạn không có nước đường á, mà khi mà mình bỏ nước đá vô á, mà nước đá nó tan ra mà một cái lượng một cái thau bự như vậy á, nó sẽ dễ rất là dễ lạc. Các bạn uống vô các bạn không có đúng mùi vị của nó thì nó mất đi cái công sức mình làm nãy giờ rất là nhiều. Bởi vì mình phải làm cho tới bỏ ít nước đường vô thôi. Cho một miếng siro vô nha mấy bạn. Cho miếng siro vô. Nó có mùi vị này nọ cho nó thơm lên. Mấy bạn nhìn đi. Rất là hấp dẫn rồi đó. Bây giờ mình sẽ trộn cho đều lên nha. Rồi bây giờ công đoạn mình sẽ bỏ nước đá vô nữa là xong rồi. Mình sẽ thử một cái ly nước ép. Nước ép dưa hấu mình sẽ là người thử đầu tiên luôn nha. Coi chính tay tụi mình làm mà xe ra là nó sẽ như thế nào. Mình sẽ canh mùi vị lên nữa. Coi sẽ vừa phải chưa. Ok. Thời tiết 34 độ C mà uống này là quá phê các bạn ơi. Rất là ngon luôn các bạn. Làm cho dưa hấu rất là đặc nha. Lạnh vừa phải, ngọt vừa đủ. Đó. Xác dưa hấu này mình ăn vô cũng rất là ngon. Rất là may mắn thì tụi mình đã tranh thủ chạy ở đây sớm thì vừa lúc là mấy em học sinh đang chạy ra. Đó, thì bây giờ là mình sẽ mời mỗi em một ly nước ép nha. Và cho mấy em uống xong là để mấy em cảm nhận như thế nào. Ok. Rồi không có ai luôn rồi. Hiện tại là rất là khó khăn rồi mấy bồ ơi. Không ai, không mời nước, không ai uống luôn. Cuối cùng có người uống mà mấy bồ ơi. Đây mình sẽ múc thêm một ly nữa cho mấy bạn mới nha. Không ai dừng lại luôn rồi. Nè em. Rồi sao được không? Em cảm nhận đi, em cảm nhận đi. Thời tiết nóng bức kìa, em uống vô cảm giác như thế nào? Tặng em một ly đó, em uống hết đi. Rồi em muốn em cảm nhận giùm anh nha. Ở thời tiết này em muốn một ly nước ép cho tụi anh làm như thế nào, cảm giác như thế nào? Dạ thấy mát. Mát đúng không? Dạ. Hạ quả không? Hạ quả hai nhiệt không? Rồi năm nay em học hành sao không? Dạ tốt. Dạ tốt ha. Dạ. Hứa với anh là không có thương thầy mến bạn nha. Dạ. Rồi nói chơi chúng ta đi tốt nha. Dạ. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Em thi ra rất là mệt đúng không? Rồi anh sẽ mời em một ly nước. Nước ép cho chính tay mấy anh làm á, nước ép gì không? Rồi tặng em một ly luôn, em uống hết nha. Dạ. Cảm ơn. Ngon. Cầm đi bên đi. Hello. Chiều nay được lên chính tấp rồi.
Em cho hỏi là em tên gì? Dạ em tên Nhi. Em tên Nhi đúng không? Thì em mới thi ra như thế nào? Dạ em mới thi ra quá trình lực. Quá trình lực luôn ha. Thì anh sẽ mời em uống một ly nước ép nha. Đó, em uống và thưởng thức giùm anh ha. Rồi. Sao em cảm nhận như thế nào? Mát. Khoan từ từ để mình hỏi một câu ngoài lề xíu nha. Tôi hỏi một câu này cho mấy ông nha. Em nha, ở đâu thế? Cái tay cứ lôi trong tim mấy ông đang coi kìa. Em nhà quân ca thành phố Sài Gòn. Em nhà quân ca thành phố Sài Gòn. Đảo. Uống đi mát lòng. Mấy em hiện tại là học lớp mấy? Dạ em học 12. 12 đúng không? Ở mấy em uống ly nước này y chang là tụi anh tặng cho mấy em một ly nước uống. Rồi chúc mấy em thi tốt nha. Rồi cô cảm nhận giùm con là cái nước ép này tụi con làm được như thế nào? Ngon, đã. Vô luôn. Vô luôn, cô mời mọi người uống đi. Chia với mọi người đi. Vô. Vô, nhậu miếng nữa. Vô. Mình mời hết chậu luôn. Mình làm một nước ép và mình mời tất cả mọi người đến này á, thì mấy bạn có những cảm nhận gì thì mấy bạn hãy comment bên dưới cho mình nha. Còn nếu mấy bạn thấy video này hay thì mấy bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ thì bye bye.